Hello, xin chào anh em, là Tuấn đây. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục review các sản phẩm về iPhone. Các sản phẩm iPhone bên mình chọn lựa rất là kỹ càng và test rất là chuẩn. Thì cái lỗi lo chúng ta thường dùng những máy cũ thường là do máy qua sửa chữa, hay dùng hay sóng nguồn, hay sóng yếu, hay là cảm ứng nó yếu, hay camera có vấn đề. Tất cả những cái vấn đề đấy đã được bên mình rút kinh nghiệm từ nhiều năm và đã lên được một cái quy trình để kiểm tra máy rất là kỹ. Và tất cả các máy đã được kiểm tra kỹ và đã được reset lại đây. Và trên nắp này, trên nắp máy này có ghi tất cả các cái phần lần sạc và phần trăm pin còn lại, để cho anh em khách mua hàng sẽ không bị gọi như là tất cả bên mình đã ghi hết cả các cái số lần sạc và phần trăm pin như này, nên là rất là trung thực, nên anh em mình mua không phải yên tâm. Và bên mình bảo hành rất là uy tín 6 tháng. Trong một tháng đầu nếu mà có vấn đề gì bên mình sẽ lỗi đổi, nhưng không được với điều kiện là không được thay đổi về hình dạng cũng như là máy móc. Còn nếu mà sau 6 tháng thì anh em mình có thể qua đây bên mình sẽ hỗ trợ nhập lại cho anh em với điều kiện là mua máy bên mình. Đây thì cái cấu hình của những cái con XN Max này rất là khỏe, chip A11 P-monic thì anh em đều biết rồi, 6 lõi thì đều là có túc 3D, kiểm tra chức năng ok hết. Và có ngoài cái chức năng bảo mật bằng vân tay ra thì nó có cái chức năng nhận dạng khuôn mặt rất là nét. Và camera sau của nó 12 megapixel, camera trước là 8 megapixel. Vâng, thì các cái máy này ấy, lắp một sau bằng kính, quay đây lắp sau bằng kính, và cái này nó đều bằng mạ đồng hết, anh em thấy không? Ốc ước là còn nguyên, các cái nhà cung cấp bên kia còn nguyên ốc đây. Anh em sờ cái này không thấy gân là hàng zin luôn này. Và bên mình hầu như là không còn đánh kính đánh kiếc, còn nguyên zin luôn, không đánh kính lồi lõm gì cả. Và áp còn nguyên, và còn là xung quanh cái mắt này có cái lớp răng cao su chống bụi. Anh em yên tâm mà chống bụi, nó sẽ chống bụi tất cả các cái bụi và nước vào. Đấy. Đấy, tất cả các máy đều bên mình làm rất là trung thực và đều có ghi rõ lần sạc với cả bao nhiêu lần vào đây. Thì anh em mình ngoài những cái màn hình tốt ra bên mình cung cấp ra, có anh em có những sản phẩm máy tốt ấy thì hãy comment ở dưới hoặc đặt những câu hỏi để Tuấn có thể làm video trả lời anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của Tuấn nhé. Thì anh em nhớ nhá, có muốn mua XN Max hãy qua cửa hàng của Tuấn để Tuấn được giúp đỡ anh em. Còn tạm biệt anh em, cảm ơn anh em.